Hiện tại là Thép đang đứng giữa một ngôi mộ của người đồng bào Rắc Lây cả nhà. Khi mà người kinh mình mất đi á, thì chúng ta đem theo ngồi chỉ có một bộ đồ thôi cả nhà, một bộ đồ với lại hoàn toàn là không có đem theo cái thứ gì hết. Còn riêng về người đồng bào Rắc mất đi cả nhà thì khi mất á, thì tất cả những cái vật dụng quần áo rồi này kia thì phải chôn theo họ nha, phải chôn theo luôn. Những cái gì mà họ xài thường ngày là phải chôn theo. Và trước mặt cả nhà đang xem là một ngôi mộ của một cụ ông 85 tuổi rồi cả nhà. Nhưng mà Thép thấy là có một cái điều lạ ở đây là cái ngôi mộ họ tuy là người đồng bào Rắc Lây họ không có chôn quan tài nhưng mà sao nó lại sập như thế này cả nhà. Đấy. Và họ bài trí trang trí này cũng rất là ấn tượng luôn. Cái này là những cái theo những cái bùa chú mà họ trấn yểm hay là họ trang trí cho đẹp, cái này mình vẫn chưa biết được cả nhà. Đây là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Tức nghĩa là khi mà chúng ta không có tiền, nhà khó khăn á, khi mà chúng ta chôn á thì chúng ta lợp bằng lá, cả nhà thấy không? Lợp bằng lá nhìn có vẻ rất là sơ sài luôn. Còn về người giàu chết thì như thế nào, cả nhà thấy không? Đấy, họ làm tôn rất là kiên cố và nhìn rất là vững chắc luôn, thấy không? Cách bày trí, trang trí cũng nói chung là cũng nhìn vào cũng rất là đẹp mắt luôn. Đấy, nó cũng nói chung là khi mà người ta mất đi cũng như là cuộc sống người ta sống vậy đó. Mình có tiền thì mình làm mái tôn, còn ai không có tiền thì làm mái lá. Nhìn cái ngôi mộ mái lá thì nhìn có vẻ nhìn rất là xót luôn nha cả nhà. Lúc người ta còn sống á là người ta dùng cái gì á là phải trả đem xuống đem theo cho người ta hết. Thép được nghe nói nếu mà mình không đem á thì người ta sẽ về đòi cả nhà. Đó là về cái tâm linh của người đồng bào Rắc Lây nha. Chú ơi, lỡ mà trường hợp mà đồ của người ta mà mình không chôn cho người ta đòi là đòi sao chú? Người ta về người ta làm gì? Người ta đòi thì cho mình thì mình cũng chỗ là bệnh đau cho. Dạ. Bệnh đau. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào cả nhà mình. Hiện tại là anh em tụi mình đang có mặt tại xã Phước Chiến thuộc huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận cả nhà. Đúng rồi. Kế bên mình là đập Sông Trâu. Đập Sông Trâu là một trong những cái đập tuy không đẹp bằng đập Tân Mỹ, gọi là cái quan điểm của mình thì mình thấy là nó nhìn có vẻ là nó không đẹp bằng đập Tân Mỹ nhưng mà nó rộng. Đúng rồi, cái nó to, nó bự. Nó bự cơ mà. Hôm bữa chị Linh gửi cho Thép hình như 6 bao gạo hay sao mà tình hình bây giờ còn 3 bao. Mà anh em tụi mình đang di chuyển lên đây đi khảo sát bà con ở trên đây thì để coi thử bà con khảo sát điện năng lượng mặt trời, xem thấy những bà con mà họ ở trong núi sâu cả nha, có nghĩa là ở trong núi á, coi thử họ có điện không. Mình đi tặng điện năng lượng mặt trời cho bà con nha. Nhưng mà bữa nay đi khảo sát thôi chứ không có cầm điện theo. Thép thấy đâu có mấy nhà ở trên núi cả nhà. Bây giờ anh em mình dắt người bao gạo lên đó hỏi thăm thử như thế nào nha. Lên trên vùng núi này gạo là thực phẩm thiết yếu cả nhà. Rồi ok, dắt nè. Ăn rau ăn gì cũng được nhưng phải có gạo là chính. Rồi. Giờ mình đi vô trong cái nhà trong kia ha. Tình cờ anh em mình đi ngang qua thì thấy những ngôi nhà nhỏ nhỏ đâu ở trong đây nè. Nhưng mà ở đây có cái cổng này gỡ ra được không? Có khó không? Chắc họ không đây, khó đây, đâu. Không. Đi được. Ôi da, gãy cái cửa ông ơi. Có ngôi nhà đâu có nằm ở trong sâu ở trong kia kìa. Chịu khó đi vô đó coi thử như thế nào đi. Cái này chắc vô người ta bất ngờ lắm, không hiểu hiểu chuyện gì xảy ra luôn á. Lên cho nó nói, ủa mấy này đi đâu rồi trời. Có băng nước đây, không? Đây, đây. Bước qua đá. Ôi trời, bữa nay mang giày sai lầm à. Có mía có đồ luôn. Có mía có đồ luôn thấy không?
Đây là một cái ngôi nhà hình như là đèn cái trên kia cái nơi sao á. Đúng rồi. Phải không? Ủa sao người ta phơi đồ nhiều với ta? Không, người ta treo đó, không phải người ta phơi đồ mà ta... Không. Giống như người ta để dọ mấy con chim hay sao? Người ta dọ mấy con chim nữa. Ủa con chú đang làm gì ta? Ô, chào chú. Chào chú ơi. Ôi, mừng quá chú ơi. Chú đang làm gì hả chú? Làm bơi bà rồi. Ôi, là vợ con đi đâu hết rồi? À? Vợ con đi đâu rồi? Vợ ở bên kia, ở tỉnh đó. À. À, tôi là già không có đi đâu đi được. À, làm bậy bạ hả? Làm bậy con bà. Đâu? Hả? Bé kia là ai? Cháu. Cháu hả? Vợ chú ở đâu rồi? Hả? Vợ đi đâu rồi? Vợ tôi đi chăn về cho người ta. Nhưng mà canh đêm chú ngủ ở đâu? Hả? Canh đêm ngủ ở đâu? Ngủ ở nhà. Còn đây rẫy hả? Rẫy. Rẫy cái này nè. Rẫy trồng cái gì? Tổng bê ba đó chứ có ăn đâu. Dẫn con đi ra coi thử rẫy không gì. Thấy ông chú ông ngồi ông dốt treo làm gì ta. Con học lớp mấy rồi con? 6. Học lớp mấy rồi con? Lớp 6. Dạ học lớp 6. Con học con có bao nhiêu tuổi rồi? Con 12 tuổi. À 12 tuổi. 12 tuổi. Học trường nào? Trường Trung học cơ sở Vũ Kiếm. À. Có trường đó hồi giờ chú thép tới phép quà lần nào chưa? Chưa. Chưa hả? Ôi rồi ôi. Chú ơi, chú tên gì vậy chú? À, cha mà lên. Lên lên lên. Lên. À. Họ gì? Họ cha mà lẽ. À cha mà lẽ lên. Rồi hiểu luôn. Rồi ngồi đây ngồi như vậy. Dạ dạ dạ. Ủa sao ông có thép thấy ông chú trồng cái lúa này lúa gì vậy ta? Ui. Lúa đó làm bậy bạ làm trời à, đâu có ăn có được. Cái lúa này là để nấu gạo lứt đó phải không chú? Cái này là nếp. À nếp hả? À đó người ta xin cho người ta đó. À. Nhà đâu có. Vậy là trồng cái này là nếp á hả? À nếp. Đất nhà chú nhiều không? Ở đây có trồng cái gì, trồng cái gì bậy bạ, chị dẫn con đi coi. À, xà lắm mà cần đào xứ thì sao nữa. Cái nhà trên kia là nhà của ai vậy chú? Nhà của ông Hướng đây này. À là nhà chú ở đây, là nhà ông ở đó hả? À, nhà ông là đó. Hai người đúng không? À, còn à. Ai nữa không? Hả? Còn ai nữa không? Vòng vòng đây còn ai nữa? Không có. Là có hai người thôi. À, ở dưới thì có bà nó xa ở dưới đó. Dạ. À. Là chú ở trên đây chú có ngủ lại không? Hả? Có ngủ lại đây rẫy không? Không đâu. Chứ kênh bùi buổi chiều là tôi về làng ở dưới kia hả? À về làng. À làng dưới kia là có nhà hả? Làng Phước Chiến này đấy. À làng Phước Chiến ở Đồng Thông này. Dạ là có nhà rồi đó. À. Nhà nước. À nhà nước ta tặng. Đâu có nhà đâu có làm gì có. À là con hiểu rồi. Con tặng cho chú một bao gạo nha. Ủa, thôi à đi dành cho mấy khác đây. Tặng cho chú nấu cơm à nha. Canh trưa cũng có nấu cơm ra rẫy này cả nhà. Nè. À, có chứ. Anh Trương cũng có nấu nè, thấy không? À, cả chán có bao nhiêu đây? À, chung là người đồng bào rất lầy ở cả nhà, họ trồng rẫy, nói chung trồng bậy bạ. Chưa, có cái nào có trái để thu bán không chú? Mới phát triển này, mới năm 2 năm nay. À, mới phát triển này. Chắc 3 năm này. Dạ. Mà chưa có cái đào mà cứ đây này. Dạ. Cái đào mà ít cây này làm sao đủ ăn. Rồi con tặng cho chú một bao gạo kia, còn bao gạo này con dắt lên kia con tặng cho ông chú kia nha. Nhà đây hả? Hai người hai bao. Ở trên kia còn nhà nữa. Dạ. Dạ. Thôi con xin cảm ơn mấy. Dạ, con xin phép nha. Cái bao đó chú. Cái bao đó để trong chút xíu để mưa nó ướt. Mưa nó ướt bao gạo lát nó ẩm bao gạo nha. Con đi nha. Dạ. Đúng, chỗ này cũng có suối nè. Tiếp tới là ngôi nhà thứ hai mà không biết có đường qua hay không đây ta. Sao thấy suối chảy. Phải đi qua suối á nha. Có cũng ngôi nhà trên kia có ba người ở cả nhà. Anh em mình đang kiếm cái đồ qua để tặng cho họ một bao gạo. Chú ơi, qua ngõ nào chú ơi? Đi qua ngõ nào? À chú chỉ hướng kia. À đây hả? Đây, có này, ngôi nhà này. Nằm lẻ loi trên núi. Kiếm đường qua nha cả nhà. Thôi đi xuống đường này nè, có con đường duy nhất. Đi, qua ngõ đây. Xuống trước đi mình. Rồi, đây. Từ từ nha.
Rút dày quá. Được. Đây. Rồi. Qua. Lên. Hôm nay trời phải nói là mưa râm râm, mấy cái tảng đá này dính râm rồi cả nhà. Hôm nãy là em vay phim của mình nó té một cú té phải nó đi vào lòng đất luôn. Té một cái mà hơn là cái máy không rớt, chứ rớt là tồi cái máy rồi. Này cả nhà thấy không? Cái rong rong này bám không kỹ là té sắp mặt luôn, thấy không? Kiếm cái đường nào lên đây cái. Đây. Chẳng thà mình té không sao nhưng mà cái người vay phim té là có chuyện ấy cả nhà, sợ bể máy. Đây. À đây 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 có luồn luồn lên này. Ổ này cũng hẻo lánh ghê luôn á trời. Ê, té nữa không? Em mới chưa quen á. Em mới, ôi giời ơi, đây là lần đầu tiên em nó leo núi cả nhà. Từ về đổi giày mang nha. Lên núi là phải mang giày mang đồ. Dép này dép để đi ngủ. Rồi, gần tới là tới. Sống gần lên tới chân núi luôn. Chú ơi, cứu con chú ơi. Dạ, chào chú. Khỏe không chú? Chú khỏe hả? Nhớ con không? Chú nhớ con không? Nhớ rồi, bữa thấy thì quay được thì cháu thừa ra. Ủa, vậy chú cũng thấy con luôn mà hả? Nhà chú đây, ở đây ngủ lại luôn hả chú? À. Chú ở với ai? À, với bà xã. Có con gì không chú? Có con thì con thường ngủ nhà. Dạ. Ừ. À, hai vợ chồng ở đây hả? À. Con tặng cho chú cái bao gạo nè. Đó. Con đi ngoài đường con thấy đây bỏ lên luôn, bỏ lên luôn. Dạ của chị Linh nha, cảm ơn chị Linh nhiều nha. Đi ngoài đường con nhìn vô con thấy cái ngôi nhà của chú con ghé con thăm rồi. Vợ đi đâu rồi? Vợ đi quê bầu rồi đó. Mới đây mà, nãy con thấy vợ mà. À, nó mới đi á. À. Bữa thì đâu có ngủ đây quên, rốt cuộc thì đi chia nhà hết. Người ta ăn trộm con gà 27 con. À người ta lấy hết 27 con gà hả? Rồi mới ở ngủ ở đây hả? Đó quên á, chứ không là bữa thì mình ngủ nhà là bà xã ngủ rẫy. Dạ. Rốt cuộc thì nhà chú ở đâu? Ở dưới á. Ở dưới là nhà chú ở đâu? Ở Đồng Thông á chú, nhà trường đi xuống á. Ủa? Đồng Thông á. Đồng Thông con tới rồi mà. Tới rồi hả? Con tới rồi đó. Tới rồi mà. Thôn quê... Đồng Thông đúng không? À, quê cái chỗ mà nhà có cái dưới á, đường đúc bê tông đi xuống á. Hôm bữa con có quay cái ông mà bị gãy cái chân á, ông nhảy gãy chân á. À. Chú biết ông nhảy không? Biết. Chỗ nhà ông nhảy đi xuống á. À. Nhà có cái dưới á. Một lát con cũng tới con ghé ông thăm ông nhảy mà. À. Ông bị gãy cái chân là cùng thôn với ông chú rồi luôn. À. Lát con đi tới đó con cũng thăm ổng. À. Dạ. Ông cho mấy nhảy á. Tặng gạo cho ông chú rồi lát con đi xuống đó con cũng thăm ổng dưới đó. Rồi. Dạ. Rồi vợ đi có bò rồi hả? À. Rồi mất gà là hai vợ chồng lên đây ở đây luôn. Ở đây luôn. Dạ. Mà người ta lấy mất rồi. À. 27 con. Lớn chưa chú? Gà cỡ này không á. Rốt cuộc thì người ta để lại thì hai con thì gà nhỏ nhỏ. Dạ. Cỡ 2 kg đâu bán được rồi người ta bắt. À. Lại hết luôn. Rồi bây giờ chú có nuôi lại không? Bên này đâu có nuôi, bữa gà người ta không có lấy á thì để lại 3 con á để nuôi nhà. Rồi bây giờ là ở đây là ngủ đây để giữ luôn hả? À. Trồng bắp trồng đồ thấy không? Ừ. Nấu ăn nấu uống trong đây luôn. Ừ. Rồi chú nuôi gà chú còn nuôi gì nữa không? Không. Gà không à? Gà không á. Bây giờ nuôi lại nhiều không? Bữa này thì mới đem lại có một con à. Gà sót vịt ở nhà. À. Rồi ngồi gà không chú còn trồng gì nữa không? Đó, đây chỉ là trong bắp đồ thì không có năng suất hết. Ừ, bắp trong đồ không có năng suất. Ừ. Rồi hai vợ chồng cứ làm rẫy đây thôi chứ đâu có làm gì nữa hả? À. Có con nhiều không chú? Còn 4 đứa. À, còn 4 đứa luôn hả? Đứa nào có cháu hết rồi mà. Chỉ con Út hồi nãy thì còn ở nhà. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi, chú chúc chú sức khỏe nha. Con vào đây con thăm. Mà chú có điện năng lượng không vậy? Không có. Không có, không có điện năng lượng hả? Cái đêm ngủ đây hả? Tối thui luôn hả? Rồi để hôm nay con đi khảo sát điện năng lượng mặt trời để con xem thử bà con ở đây có điện năng lượng không tặng cho.
Ở trên đây dọc trên rừng đây ở như chú đông không, nhiều không? À, không à, khu này thì có mình chú thôi. À, có mình chú hả? Vậy là bữa nào mà con có điện năng lượng á, con có chuyến con đi ngang qua đây con tặng chú một cái xài nha. À, có nghĩa là điện đó, điện năng lượng như mấy cái điện đó. À, nó sạc bằng năng lượng nó sáng luôn, nó không có... Ủa? Đây nè. Cô ơi, lên chơi cô ơi. Hello. Làm hết hồn quá trời. À. Nhìn chú phong thái giống công an xã kìa. Ủa chú làm công an xã hả? Không. Chứ sao con nhìn chú phong thái giống công an vậy trời? Vì công an dân làm ăn mà. Dân làm ăn không? Con có đồ no bụng. Vợ chú đi qua cả nhà. Ở đây đẹp ghê cả nhà. Mưa tới suối nó chảy dọc đây. Con chào cô. Cô đi đâu á cô? Cô đi đâu á? Nhờ trên nhà hà nó có bò. Chăn bò hả? Có bao nhiêu con bò cô? Hai con hả? Ui, có mấy cái nhà đúng không cô? Không có đâu. Cái trắng trắng đó là cái gì á? À. Một cái, hai cái, ba cái đúng không? À, ba cái á. Ồ, người ta cái đêm có ngủ đó không chú? Có. Có ngủ đó luôn, có điện năng lượng mặt trời không? Không có. À, một, hai, ba cái luôn thấy không? Ừ. Ồ, bị, từ đây mà mình đi tới đó cũng cả tiếng đồng hồ chứ hả? À, cả tiếng, mình băng qua bên kia luôn á. Dạ. Đó, chú biết đường đi không? Hả? Chú biết đường đi lên đó không? Biết. Vậy là bữa nào con có tặng điện năng lượng cho chú rồi xong bắt đầu chú dẫn con lên đó nha. Rồi. Nha, dẫn lên đó rồi con có gì con gửi quà thêm cho chú nha. Rồi. Nhờ ông chú dẫn lên ba cái nhà đó thấy không? Trắng đó cả nhà thấy không? À. Thì nó cũng nhìn nó vậy á chứ nó cũng khá xa ha. À. Dạ, mưa. Lớp mưa để tháng của nó rồi mà. Tháng này là mưa xuyên suốt luôn hả? Ừ. Con tặng hai vợ chồng bao gạo nha. Cảm ơn cháu á. Dạ. Kiên cố vậy hả? Lắc không ấy luôn thấy không? Thấy không? Chú ở đêm một mình đây chú không sợ ma? Không có sợ, quen rồi. Nhưng mà con nghe nói là người đồng bào mình sợ ma lắm mà ta. Ừ, sợ. Nhà ma nó xa. Mình ở đây thì không có sợ. Dạ. Ừ. Chú ở đây hồi đó giờ chú có gặp cọp, gặp hổ đâu? Không, nơi lao được. À, nói láo thì có à? Nơi lao đồ thì gặp nhiều quá mà. Còn cái rắn đồ thì chú có gặp con nào to đâu? Không. À. Rắn nhỏ thì có thôi. Nhỏ thì có hả? Ừ. Chú này nói thiệt là cả nhà. Chứ nhiều người nói, ô, tôi gặp cọp nhiều lắm. À, rắn cũng vậy à. Tôi gặp cọp nhiều lắm mà rắn con nào con nói bự không bố đùi không à. Nơi láo. Mà có một mình tôi thấy. Người ta không có thấy. Mưa quá cả nhà ơi. Hai vợ chồng ở đây rồi có về nhà không hay là ở đây xuyên suốt luôn? Hả? À, có về nhà. Cánh chiều có về không chú? Chiều về. Lâu lâu về hay là sao? Lâu mới về. Rốt cuộc bữa về nhà thì người ta ăn lấy gà hết 27 con thôi. Ồ, chuối ngon người ta. À. Chú lấy chú đãi con hay chú? À. Đãi chú rừng cho con ơi. Đói bụng quá cả nhà, sáng giờ chưa có ăn gì hết. Nhà kiên cố lắm. Chú gì vậy chú? Chú sứ hả? Chú sứ. Ờ. Ngon á. Chưa ăn sáng mà ăn cái này là ngon á. Ờ, chuối cả nhà. Chuối là tự chú trồng nữa hả? À. Con mời cô. Bữa nay chú biết con đi đâu không? Đi khảo sát điện năng lượng mặt trời. Nhà nào mà đang ở trên núi á mà không có điện mặt năng lượng như nhà chú vậy đó. À. Là bữa nào con sẽ mua lên. Con tặng cho họ có ánh sáng rồi cho vui nha. À. Này, nhà chú một cái nè. Ở nhà ông chú kia canh đêm ổng có ngủ lại không ta? À, lúc ngủ lúc lúc không ngủ à. Lúc không là hai à. Cái nè, trên đó là mấy cái chú? Trên đó là ba bốn cái luôn á. Ba bốn cái, bốn cái, hai cái là sáu cái. À. Đấy. Một lát nữa con về con ghé công ty năng lượng con mua rồi bữa nào có chuyến con đi ngang qua đây con ghé con tặng nha. Rồi. Con ráp luôn. Biết ngày nào. Dạ. Ngày nào lên không biết thôi. Nhưng mà ngày nào hai vợ chồng cũng ở đây đúng không? Ở đây nhưng ở đây thì con đâu có sợ con ghé. Có số điện thoại không chú? Rồi đúng rồi. Nãy nghe tiếng chim hót. Đô tên luôn nha. Chứ nó dễ. Đô tên luôn hả? Ừ, tên cháu luôn á. Rồi để con lô cho. Chú bấm số của chú ơi. Không có, không biết.
Không biết chữ không? Không, không. Chú nhớ số chú không? Cũng không luôn á. Vậy làm sao xài? Rồi con hiểu à. Lấy số này bấm vô máy này này. Để con lưu tên 089 Sim 1 hay sim 2 chú? Sim 2. Rồi 16 là của chú đúng không? Ừ, 9916. Rồi bây giờ chú lưu cái số còn lại nha. Đó cái số còn mới gọi á. Chú tên gì vậy chú? Hướng. Tặng điện năng lượng. Chú Hướng hả? À. Điện năng lượng. Chú Hướng. Rồi ok luôn. Bà chú ông kia 2 kia 4 là 6. Để con ghi ra 6 cái năng lượng một trời nè. 6 cái năng lượng. Ít quá hơn. Chú ơi ít quá. Phải có cỡ 20-30 nhà hơn. À. 20-30 nhà mình làm luôn ngày luôn cả nhà. Bắt vào luôn ngày luôn. Nhà ở đó vừa có qua chưa? Dạ. Nhà sát nhà bà Trâm á, có qua chưa? Bà Trâm chỗ nào ta? Dưới đường á. À, dưới đường á hả? À. Dọc dọc trên đây còn ai ở như chú không? À, không, dọc này cũng có. Dọc dọc trên đây không có mà ở dưới kia có hả? À. Vậy là 10 cái đủ không ta? Vậy đó là 3 cây, 4 cây cho cái chùa mà gần sát nhà quán cái bên tay phải này. Hay bên tay trái? Bên tay phải của mình á. Bên tay phải vậy là 4 cái hả? À. Đây 6 cái là 10 cái. Ừ. À 10 cái ok. Một cái khoảng 1 triệu mấy cả nhà. Cái 1 triệu rưỡi hay sao á? 1 triệu tư, 1 triệu rưỡi thì lâu quá thế mua thế quên à. Là hai vợ chồng nấu cơm ăn chưa? Chưa. Chưa nấu cơm hay sao? Chưa, chưa. Chưa phải không bố. Trưa nay ăn cái gì cô? Chưa có ăn. Chưa có cái gì để ăn hả? Cho nấu cơm ăn không hả? Cơm hay mới cái lá canh đầy nè, canh chung một. À hái ăn có rau có đồ ăn bậy bạ cả nhà, tại vì ở đây rừng mà, nấu đồ ăn là ăn bậy bạ vậy. Dạ. Bắp này cô nuôi gà hả? À. Con xin phép con đi nha. Rồi, đi thăm rồi. Ông nhảy. Cảm ơn ạ. Dạ. Rồi bữa nào con đem năng lượng này con alo cho chú nha. Rồi, chú rồi, dẫn rồi. Con lên đó nha. Rồi. Con đi thăm ông nhảy. Từ nay mình đi lên đó là một khoảng tiếng đúng không? À. Ồ, cũng khá xa thôi. Ừ. Một hành trình cũng khá là đắm đuối á cả nhà. Ừ. Từ đi lên đó. Hôm nay lên gặp chú mà ông trời ông cảm động hay sao chú? Mưa sáng giờ luôn á trời. À, cảm động thì chào bữa nay thì ra gặp chú bữa nay cũng cảm ơn á. Dạ. À, bữa nào con sẽ tranh thủ đem năng lượng lên tặng cho bà con. Có gì chú bỏ một thời gian một ngày ra để dẫn con đi lên chỗ mấy cái nhà đó nha. Rồi rồi rồi. Dạ rồi, dạ. Rồi, rồi. Con hồi nãy tặng cho chú bao gạo là cái đó là của chị Linh. Chị Linh gửi cho con là con sẽ gửi tặng tay cho bà con. À, còn đây là cháu phần quà của con tặng à, chú. Rồi. Cả nhà thấy thiệt của thép đẹp không? Cú đấm thép TV. À. Để làm kỷ niệm con tặng chú nha. Cảm ơn nha. Dạ. À. Ủa nãy chú ơi con cho con hỏi cái này cái. Nãy con đi ngang qua đường á, con thấy mấy cái mộ của ở ngoài đường là mấy cái mộ đó là của người đồng bào mình không chú? À, người đồng bào của mình á. Ủa sao con thấy mộ lạ vậy ta? Mộ lạ số người binh binh á. À. Làm cái chỗ không mà... con thấy cái mộ họ có nghĩa là họ làm nhìn thấy nó lạ hơn người Kinh mình cả nhà. Chú có thể là dẫn con đi tới đó thăm tí được không? À, được. Cái đó mộ đó có liên quan tới nhà chú không hay là của người ta? Không, của người ta. À, à. Bây giờ chú với thép đi dẫn đi tới đó thăm thử chút xíu cả nhà, tại vì con thấy lạ quá. À. Dạ. Ủa sao con thấy cái mộ đó lại có cái tivi trong đó vậy chú? À, tivi thì đem cho mã. Ủa sao mình không xài mà mình lại đem cho mã? Không, nó chết rồi mà mình phải đem mà tivi nó coi á. À. À. Người chết mà cũng đem tivi xuống coi nữa hả? À. Còn cái mộ này có bà con nhà chú không? À, hay là không. Mộ của người ta? Của người ta. Trời. Đây chưa làm đầm tân mã. Người này là mất lâu chưa chú? Mới mất cách 4 tháng này rồi. 4 tháng hả? À. Có bay mùi không? À có chưa. Trời mình phải đi xa. Phải đi xa hả? Ừ. Cả nhà. Đây là phong tục mất khi mà người đồng bào rác lây khi họ mất đi cả nhà. Người Kinh mình khi mình mất đi chỉ có đem áo, nói chung là mặc một bộ đồ thôi. À. Chứ ngồi ra không có đem gì hết. Nhưng mà riêng về người rác lây là tu quy nè,
Rồi có những cái nói chung là đồ lúc người ta còn sống á, là người ta dùng cái gì á là phải trả đem xuống, đem hết đem theo cho người ta hết. Thép được nghe nói nếu mà mình không đem á thì người ta sẽ về đòi cả nhà. Đó là về cái tâm linh của người đồng bào Rắc Lây nha chú ơi. Rồi. Lỡ mà trường hợp mà đồ của người ta mà mình không chôn cho người ta đòi là đòi sao chú? Hả? Người ta về người ta làm gì? Người ta đòi thì cho mình, thì mình cũng chỗ là bệnh đau ấy chứ. Dạ. Bệnh đau. Nhất là đòi là bệnh đau hả? Bệnh đau cái chỗ mà đồ của nó không có đem cho nó. Dạ là nó phải đi hồi lại. Có những cái theo chú thấy là có những cái trường hợp đó chưa? Chưa. Không, ý là có những cái trường hợp mà bệnh đau là do người ta đòi chưa? Cái đó thì nó đòi thì số mà nó thì nó chết xong rồi mà chưa làm đầm tấn mạ của nó đói mà nó chưa có đồ ăn á. Dạ. Phải làm mà đầm tấn mạ cho nó. Đầm tấn mạ là sao chú? Tấn mạ thì đuổi nó đi luôn á. Dạ. Mai mốt không có làm nữa, chỉ một đợt đó thôi. Chú có dám vào đó không? Không. Sao chú không dám vào? Sợ người ta bắt chú hả? Không, nó bay mùi á. Rồi, ok, con hiểu rồi. Bệnh của mình á. Bây giờ là như thế này, cái người ta mất á là có nghĩa là người ta có chôn vào quan tài bỏ xuống không chú? Không. Vắng chiếu hả? Vắng chiếu xong bỏ xuống. Vắng chiếu xong bỏ xuống rồi chôn theo quần áo rồi này kia, nói chung là tôi quay rồi này kia luôn. Nhưng mà hiện tại là cái người mất này á là lớn tuổi chưa chú? Lớn rồi. Dạ. Có nghĩa là ông chú ông cũng không dám tới luôn, lấy gì mình dám tới. Tại vì không phải ông chú với thép sợ ma nhưng mà sợ mùi. Tại vì dù gì cũng giờ cũng đang mưa cả nhà. Nó dù của mình á. Dạ. Mùa nắng thì dễ. Dạ. Ngồi cái mộ mới đó là 4 tháng cả nhà. Thì sẽ có những cái ngôi mộ này nữa. Nãy thép trên đường vào thì ấn tượng cái chỗ mấy cái ngôi mộ đây nè. Tại vì nhìn bà con đồng bào người ta khi mà người ta mất đi á, người ta chôn rồi xong người ta để mấy cái này là bùa không chú? Sao mà xanh đỏ tím vàng nhiều vậy? Cái này là bùa không chú? Nó làm cái chùa mà trụ của nó là dán bùa hả? Dán vô á. Dán bùa này là mục đích để làm gì chú? Để làm trân mạ cho nó xong xuôi á, mai mốt không có làm nữa. Có nghĩa là mình dán này là để mình trấn yểm cái người mất á hả? Không cho người ta đi hả? Không, vẫn còn cho đi mà dán cho nó đẹp. Dán cho đẹp. Có nghĩa là họ trang trí một cái một cái màu trang trí phải nói là nhìn vào nhìn rất là ma mị và rất là ấn tượng luôn. Ở đây là 3 người chôn chung một cái mộ. Dạ. Nhưng mà sao con không thấy là đem theo đồ giống như cái mộ bên kia ta? Không, nay thì đầm tân mã xong rồi, bên kia mới chết á. Chưa tân mã. Có nghĩa là như thế này, khi mà mình mới mất á thì mình chôn rất là nhiều đồ mình đem theo. Còn khi mà trấn mã xong rồi thì bắt đầu mấy cái đồ đó là mình đi đâu chú? Mình lấy đốt luôn. Lấy đốt luôn là nó sẽ sạch sẽ như thế này. Rồi con hiểu rồi. Qua đây cho khán giả xem. Ở nên đây á là một gia đình có 3 người. Họ đây có họ là cha mà lé. Cái này có bà con nhà chú không? Không. Cha mà lé bóc. Cha mà lé thì bóc. Cha mà lé thì niên và cha mà lé oi. Họ cha mà lé là ở đây là bà nội này. Ở đây người Rắc Lây. Bà này. Cha mà lé ở khu vực người Rắc Lây và phía bắc của tỉnh Ninh Thuận nha, huyện Thuận Bắc. Là 3 người chôn chung một cái mộ luôn. Là đã được trấn mã rồi xong hết rồi. Không, thì họ sẽ còn cái này là chưa trấn mã hả chú? Xong rồi. Đây có nhà mã rồi nè. Ủa nhưng mà con thấy sao không có được đẹp như cái này, chắc là họ không có tiền làm hay sao? Không có tiền làm hết chứ. Khi mà chúng ta mất á, mà nếu mà nhà nghèo không có tiền sẽ như thế này cả nhà, thấy tội không? Nói chung là cũng như lúc chúng ta còn sống vậy đó. Còn khi mà mình có điều kiện thì làm như cái mộ phía sau như thế này, sạch sẽ gọn gàng. Thật sự mà nói thì ủa cái này cái mộ không chú? Không. Đất thôi. Thật sự mà nói tất cả mọi người, thép cũng đã từng thấy những ngôi mộ như thế này rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ duyên để gặp những người đồng bào họ kể cho mình nghe những cái câu chuyện cũng như là cái phong tục tập quán của người đồng bào Rắc Lây. Có chừng cái này. Rồi, hôm nay đủ duyên gặp ông chú ở đây, ông chú sẽ dẫn thép đi và kể cho tất cả mọi người nghe. Cái mộ này sao mà con thấy sập rồi chú? Cái sập thì mấy cái đoàn làm này không có quay cái chùa. Trời ơi, dê cù gì quá, leo lên đây ngồi. Cả nhà xem nè,
nó nấp mưa luôn. À, đằng lẽ thì nó xây kia một trăm này thì nó ra chút nữa. Trời ơi, à, mấy tháng này nè sắp hết rồi. Tội không? Không có chỗ nấp mưa mà con cừu nó phải vô để nó nấp, nó con dê nó vô để nó nấp mưa luôn. Cái này là cái nệm nha. À, còn cái này là do là khi mình quá trình mình xây dựng á là có thể là cái người ta chôn bằng chiếu đúng không? À, thì có thể là như thế nào đó mình không biết là sập cái mộ xuống luôn, sập xuống luôn cả nhà. Khi mà chôn á xong bắt đầu nó trống chân nó sập xuống luôn. Cái này là có sửa được lại được không chú, hay để y chang vậy luôn? Không không. À, sửa người ta không cho hả? Không. Tay làm đầm trấn mã xong rồi. Khi mà đã trấn mã xong rồi là bất cứ là không được đụng vào nữa. Không. Khi mà hư như thế này cũng không được phép sửa luôn. Ờ, để đó luôn. Trời. À. Người đồng bào rất lay khi mà đã mất rồi và trấn mã xong rồi là không phải như người kinh mình là tới ngày mình cúng mà đốt nhang đúng không? Còn người đồng bào rất lay là không có cúng luôn phải không chú? Không có cúng nữa. Là chết là coi như là đi luôn á thôi. À. Dạ. Làm trấn mã xong rồi xong. Người ta không có tưởng nhớ như là người kinh mình. À, là hàng năm á, người kinh con á là hàng năm á đúng ngày đó là phải cúng. À, ngày chết là ngày cúng. Đó phải cúng. Dạ. Phải thắp nhang cho nó. Thắp nhang. Còn ừ, người đồng bào rất lai là một khi đã mất rồi là coi như là không còn nhớ nhung gì ngày gì nữa cả nhà. À, mất trấn mã xong rồi coi như là xong hết. Xong hết. Hoàn toàn xong hết. Đấy. Và khi mà người mất á thì theo phong tục người rất lai là họ sẽ đi đâu chú? À, nó cũng à, đi qua âm phủ chứ. À, xuống âm phủ hết. À, không, dạ, không có đi lên đó. Mấy cháu thì chết thì lên trên trời. Dạ. Nó đây là qua âm phủ luôn á. Ủa sao mà nếu mà theo con nghĩ là nếu mà góc độ tâm linh nếu mình sống tốt là mình sẽ được lên trời chứ. À, còn mà sao đi xuống không vậy chú? À, mình thì không có theo cha, mình theo mẹ. Dạ. À, theo mẹ là đi xuống hết hả? À, à mẫu hệ là theo. À, mẹ là đi xuống. Ừ. À, cái này cũng thú vị nè cả nhà. Người kinh mình là người nào mà biết tu tâm dưỡng tính, biết sống tốt thì sẽ được lên trời và đầu thai kiếp khác. À, còn rất người rất lay là đi xuống luôn. À, có đầu thai không chú? À, không. Không luôn hả? À, à, là mình chỉ sống một kiếp thôi. À, một kiếp thôi. À, kiếp thời gian á. Dạ dạ dạ. À, con hiểu rồi. Chỉ sống một kiếp thôi nha cả nhà. Thật sự mà nói là sống bao nhiêu kiếp không quan trọng cả nhà. Quan trọng là cái kiếp này mình hiện tại mình đang sống, mình sống cho tốt là được. Còn bây giờ mình sống bao nhiêu kiếp cũng không ăn thua được cả nhà. À. Dạ. Thì con cảm ơn chú nhiều nha. Rồi, hôm nay nhớ. Cũng là một cái câu chuyện chia sẻ rất là thú vị. Đặc biệt đang giữa trời mưa như thế này. À, mà chúng ta nghe một cái câu chuyện tâm linh như thế này thì còn gì bằng nữa. Đó thì hy vọng là những cái video sau này Thép sẽ lên đây khảo sát để tặng điện năng lượng cho bà con ở đây nha. Thì cảm ơn tất cả khán giả đã luôn quan tâm theo dõi video của Thép. Nhớ bấm like, đăng ký kênh để theo dõi những cái đoạn đường tiếp theo của Thép. Bye bye cả nhà. Bye bye. Mưa quá rồi.